Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 và Việt Nam đó các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi là ngày 3 tháng 6 và bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali thì các bạn thấy được là một lần nữa giá BTC cũng đã trở lên qua khỏi 30.000 đô. Lúc mà thượng thâu video này đó là giá là 30.500 đô sau khi mà đã đi xuống mạnh ngày hôm qua thì có phải là hôm nay chúng ta có nhiều thông tin tốt cho nên chúng ta mới thấy là giá có sự trưởng hay là không thì cũng không hẳn đâu các bạn, hôm nay thì chúng ta cũng không có phải là có tin tốt gì Thậm chí chúng ta cũng còn có thêm một số những tin xấu nữa Nhưng mà hầu như đó, thị trường tài chính nói chung cũng đã chai với những thông tin này rồi Những nhà đầu tư bây giờ cũng đã không còn sợ như trước nữa Và hầu như cũng đã có cái sự chuẩn bị rồi Để thường chia sẻ chi tiết hơn với các bạn những gì xảy ra ngày hôm nay Chúng ta nói chung về thị trường tài chính Tại vì đó là cái sự tương quan rất lớn đối với thị trường crypto chúng ta thấy được là giá bdc tăng đó, thì đương nhiên o hôm nay cũng xanh lại một chút và trước khi mà thuận chia sẻ thêm nhiều chi tiết đó, thì ngày mai và ngày mốt đó thuận sẽ nghỉ ngơi không có làm video nhưng mà vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội với các bạn Tại vì các bạn đã biết là đợt này đã thường đã làm liên tục nhiều ngày rồi Thường sẽ dành thời gian 2 ngày để mà nghỉ ngơi Rồi sau đó sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn Thì chúng ta nhìn chung đó, những đồng lớn ngày hôm nay thì ra sao các bạn thấy là BTC So với lại cái giá ngày hôm qua đó thì bây giờ tăng 2,4% Chúng ta thấy được là những cái altcoin đó như là Ethereum thì không có đi theo BTC đi hàng ngang ngày hôm nay Chúng ta cũng có một số những cái altcoin lớn đi theo BTC như là các bạn thấy là BNB cũng tăng tương tự Cardano, XRP, Solana và Polkadot cũng tăng tương tự Các bạn thấy được là một diễn đồng mà tăng nhiều Trong giờ một tuần qua đó chính là Cardano tăng 22,7% Trong giờ một tuần qua lý do chúng ta còn nói tới nhiều rồi đó chính là cái cập nhật kế tiếp của Cardano đó chính là cái cập nhật Basel cuối tháng 6 này và chúng ta nhìn vào một số những thông tin lớn ngày hôm nay đó thì trước hết chúng ta nhìn vào thị trường tài chính nói chung đi các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán hôm nay là một màu xanh chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó đều là màu xanh ngày hôm nay với chỉ số Nasdaq tăng tới 2,69% và những cái hợp tương lai bây giờ đó thì những cái hợp tương lai cũng đang bằng phẳng không có cái sự thay đổi nhiều các bạn thấy được chỉ số Dow Future, S&P Future và Nasdaq Future đó là bằng phẳng bây giờ và chúng ta nhìn vào dầu đó thì vẫn mức cao là 116 đô cho một thùng dầu đó là hợp đồng hiện tại còn về vàng đó thì các bạn thì được hôm nay cũng nhích tới một chút ở mức là 1873 đô cho một ounce vàng. Thì chúng ta cũng nên để ý vàng đó thuần cũng đã chia sẻ với các bạn là nếu chúng ta nhìn lại những cái đợt như là tháng 3 năm 2020 khi mà dịch bệnh xảy ra đó, những cái đợt đó khi mà cái sự lo lắng đang ở mức cao đó thì nhiều nhà đầu tư sẽ có dấu hiệu là làm gì họ rút tiền ra khỏi thị trường, họ lưu trữ tiền mặt và chúng ta sẽ thấy dấu hiệu đó. Có nghĩa là chúng ta không thấy bất cứ cái mảng đầu tư nào tăng trưởng hết Giống như tờ gần đây đây các bạn thấy được mấy tháng qua chúng ta không thấy tiền khi mà rời khỏi chứng khoán trái phiếu đó cũng không có đi vào crypto cũng không có đi vào vàng thì chúng ta được là phần lớn đó là giữ tiền mặt tại vì thị trường quá lo sợ nhưng mà khi mà mọi người vẫn còn lo sợ nhưng mà không có lo sợ nhiều như trước nữa đó thì chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu như là vàng tăng trở lại đó là cái sự quan sát cá nhân của thuận mà thôi cho nên nếu như các bạn thấy được là vàng đã có cái sự tăng trưởng trở lại có nghĩa là chúng ta thấy là có cái sự đổi hướng và chúng ta cũng sẽ thấy chứng khoán hay là crypto cũng có thể là có xu hướng đi theo nếu như chúng ta thấy hiện tượng tương tự xảy ra như là năm 2020 đó là điều Hương muốn chia sẻ ở đây nhưng mà hôm nay đó có phải là có thông tin tốt hay là không thì Hương chia sẻ là không phải thậm chí chúng ta mới sáng sớm thôi đã có thông tin xấu rồi đó chính là thông tin đến từ công ty Microsoft thì họ nói gì công ty Microsoft đó họ nói là cây thống kê quý 4 của năm 2022 này đã chứng đoán của họ đã giảm xuống. Giảm xuống tại vì sao? Tại vì họ nói được đó là bây giờ cái sức mạnh của đồng đô la đang tăng lên như các bạn có thể nhìn thấy được khi mà nhìn vào cái biểu đồ DXY đó một năm qua các bạn sẽ thấy được là biểu đồ này đó liên tục tăng trưởng có nghĩa là đồng đô la đó từ một năm trước tới bây giờ đó từ 90,14 điểm bây giờ đã lên tới là 101,68 điểm rồi Tuy là các bạn thấy là từ ngày 12 tháng 5 tới bây giờ cũng đã có dấu hiệu ngồi lên một chút nhưng mà một năm qua vẫn tăng cao và chỉ số này đó là so sánh đồng đô la, sức mạnh đồng đô la so với lại một số những cái đồng lớn trên thị trường như là chúng ta nói tới đồng euro là 57,6% trong chỉ số này đó là cân nặng về đồng euro. Cái đó đó lớn thứ nhì là đồng Nhật Bản là 13,6%, rồi thứ ba là đồng pound của nước Anh là 11,9%. Thì chúng ta thấy được là khi mà chỉ số này tăng lên đó, đồng nghĩa là đồng đô la đang mạnh và những cái đồng của những nước khác đó như là đồng euro đồng yen, đồng pound đang yếu đi so với đồng đô la và Microsoft nói đó vì lý do đó họ đã điều chỉnh lại cái chẩn đoán thu nhập quý 4 của năm nay tại vì khi mà họ kiếm được tiền giống như là ở Nhật Bản hay là ở châu Âu đó thì cái số tiền đó họ đem trở về Hoa Kỳ họ phải đổi ra đồng đô la nhưng mà bây giờ đồng đô la đang mạnh thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ ảnh hưởng như thế nào thì trước đây đó họ thống kê là thu nhập là khoảng 52,4 tỷ cho đến 53,2 tỷ. Bây giờ họ chỉnh lại là 51,94 tỷ cho đến 52,74 tỷ, có nghĩa là cái sự khác biệt đó là khoảng 500 triệu. Họ nói là thu nhập sẽ giảm đi 500 triệu đô la chỉ vì đồng đô la đang mạnh mà thôi và tại sao đồng đô la mạnh thì các bạn cũng đã biết rồi tại vì hoa kỳ đang siết chặt tiền tệ và phép tăng lãi suất và khi mà thông tin này từ microsoft đưa ra đó không biết tại sao đây là cái tài liệu riêng của công ty microsoft mà thôi nhưng mà thị trường tài chính lúc đó, đó cũng có dấu hiệu đi xuống và chúng ta cũng thấy được trên biểu đồ của btc đó chúng ta cũng thấy được là có một cái thanh đến giờ các bạn nhìn thấy ngay ở đây đột ngột từ 30.200 mà xuống chỉ còn có 29.500 mà thôi thì đây là ngay lúc mà cái thông tin Microsoft được chia sẻ nhưng mà sau đó đó thì trường ổn định trở lại tại vì thằng nghĩ là mọi người cũng đã hiểu hơn là đây là tình hình riêng của công ty Microsoft mà thôi đúng là một công ty lớn nhưng mà không thể nào mà chúng ta nói đây là lý do tại sao mà mọi người cần nên bán tháo hiện bây giờ nhưng mà ít ra các bạn cũng thấy được là qua cái Tài liệu này đó là đồng đô la tăng trưởng không phải lúc nào cũng tốt với những công ty Hoa Kỳ đâu. Nhất là những công ty mà họ thu nhập từ nước ngoài đem trở vào đó thì sẽ bị ảnh hưởng. Và chúng ta nói tới thông tin thứ nhì nữa đó cũng không phải là thông tin tốt. Đó chính là phó chủ tịch của Fed là Leo Brenner thì hôm nay cũng phỏng vấn với đài CNBC. Thì phó chủ tịch Fed Leo Brenner nói gì? Thì Leo Brenner hôm nay nói đó là cũng tương tự như nhiều chúng ta đã biết rồi đó chính là nếu như mà bạn là một người mà đang hy vọng là fed sẽ ngưng tăng lãi suất đó thì cái hy vọng đó rất là mỏng manh tại vì hiện bây giờ đó đối với lại bà ta thì không có nhiều cái lý do tại sao fed lại ngưng tăng lãi suất hiện bây giờ tại vì lạm phát vẫn cao và dựa theo Brainer đó là fed muốn đẩy lạm phát từ 8,3% xuống còn 2% các bạn thấy được khoảng cách nó rất là xa luôn và đối với Brainer bây giờ là, là thị trường tài chính vẫn tốt lạm phát vẫn cao thì không có lý do gì mà fed ngưng tăng lãi suất hết cho đến khi nào mà tình hình nền kinh tế bất ổn đó chúng ta thấy được là có thất nghiệp cao thì lúc đó fed mới suy nghĩ lại và nói tới đây đó thì chúng ta thấy được là thị trường cũng không có cái sự lo ngại ngày hôm nay Tại vì chúng ta cũng đã biết là hầu như thị trường cũng đã chuẩn bị sẵn như là Fed nói cách đây một tháng đó là chúng ta sẽ thấy Fed tăng lãi suất hai lần tháng 6 này và tháng 7 kế tiếp mỗi lần là 0,5% có nghĩa là tới tháng 7 đó chúng ta thấy được là lãi suất của Fed sẽ đứng khoảng chừng là 1,75% tới 2% đó là cái mức lãi suất Fed phân khi mà Fed cho những ngân hàng vay ngắn hạn cho nên thị trường hầu như cũng đã chuẩn bị rồi và sau đó đó thị trường nghĩ là cũng sẽ tiếp tục tăng nhưng mà tăng ít hơn không phải 25% chứ thị trường không có nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng đâu. Cho nên những thông tin này đã cũng không gì gọi là mới mẻ hết và các bạn thấy được là thị trường cũng đã không có sự phản ứng sau khi mà có lời phỏng vấn đến từ Phó Chủ tịch Leo Brenner của Fed. Và chúng ta cũng thấy được là có nhiều người bây giờ suy nghĩ là tình hình nền kinh tế đó thực sự là không ổn như Fed nghĩ đâu. Fed chỉ dựa vào những cái tài liệu mấy tháng trước mà thôi giống như chúng ta nói tới ngày hôm qua đó dữ liệu liên quan đến bất động sản thì đó là dữ liệu của tháng 3 chúng ta được là những cái dữ liệu lúc nào nó cũng sẽ chỉ khoảng một hai tháng tại vì cần thời gian để mà thống kê giống như chúng ta thì được là tháng 5 mới về kết thúc thì chúng ta đâu có dữ liệu thì là tức đâu chúng ta phải cần người thống kê dữ liệu sau đó chia sẻ chúng ta mới biết được ngày mai đó chúng ta sẽ thấy một cái dữ liệu đó chính là dữ liệu liên quan tới phần trăm thất nghiệp sẽ là bao nhiêu và hiện bây giờ đó thu nhập thất nghiệp đó, người ta chẩn đoán thì cũng không có phải là cao lắm đâu vẫn xây quanh mức là khoảng 3,5-3,6% mà thôi đó là một phần trăm thất nghiệp thấp đối với là Fed tại vì đây là tài liệu thất nghiệp của cái tháng trước đó nữa có nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta vẫn chưa có tài liệu mới bây giờ đâu và có nhiều dữ liệu cho thấy được đó là tình hình mướn người và thất nghiệp đó đang có cái xu hướng chậm lại và thậm chí là có xu hướng xấu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng coin 98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Chúng ta thấy được là hôm nay đó thì công ty ADP cũng đã ra thông báo Đây là cái dữ liệu tư nhân Chúng ta được là ngày mai chúng ta nghe nói tới cái dữ liệu liên quan đến thất nghiệp đó Đó chính là dữ liệu của nhà nước đưa ra ADP là một công ty mà họ chuyên về biên chế trả lương cho người đi làm đó giống như các bạn là một công ty thì các bạn thay vì là tự làm biên chế cho lương cho nhân viên các bạn có thể mướn công ty ADP làm chuyện đó và thay thuế cho các bạn thì công ty ADP cho thấy được đó là tháng 5 mới đây có thêm 128.000 người đang được trả lương có nghĩa là so với tháng trước đó tăng lên 128.000 nghe có vẻ như là nhiều nhưng mà thật ra đây, đây là con số tăng thấp nhất kể từ mà chúng ta thấy là có đại dịch xảy ra và sau đó đó là có những chiến lược mới người thì đây là cái mức tăng thấp nhất có nghĩa là ngay cái công ty ADP cũng thấy được là bây giờ đã chậm lại rồi chưa đến mức mà nói là không có sự tăng trưởng vẫn tăng nhưng mà đã nguội lại có nghĩa là vẫn thấy dấu hiệu là phép tăng lãi suất đó cũng có ảnh hưởng đến công an việc làm đã bắt đầu có dấu hiệu đó rồi thêm như đó nữa đó chúng ta thấy được là tuy bây giờ chúng ta nói tới là có nhiều công an việc làm hơn là người đi kiếm việc làm có nghĩa là nhiều công ty đó đang tìm kiếm mướn người hơn là người mà đi kiếm việc nhưng mà thật ra đó nói cái đó chúng ta chỉ thống kê một bên này và bên kia mà thôi chứ cũng không phải là chính xác lắm đâu Tại vì không phải là việc làm nào người ta cũng muốn làm hay là phù hợp với lại người ta Giống như là ngay bây giờ chúng ta vẫn thấy nhiều nơi ở Hoa Kỳ bây giờ đã những quán ăn thì họ vẫn đang đăng bản tìm người Chúng ta cũng có những công xưởng giống như là sản xuất xe thì cũng đang đăng bản tìm người Nhưng mà chúng ta được là cái số lượng việc làm đó đó không phải ai cũng muốn làm hay là phù hợp để làm Trong khi ngược lại chúng ta đã thấy một số nơi như là những công ty tài chính thì đang sa thải nhân viên Cho nên cái sự chênh lệch nó không có phải là dễ dàng chúng ta thống kê được Giống như chúng ta được là hôm nay đó Thông tin là nhà máy sản xuất xe Ford đó đã mướn thêm 6.000 nhân viên Để có thể là hỗ trợ họ tiếp tục sản xuất những chiếc xe Tại vì xe bây giờ đó là nhiều người mua nhưng mà không đủ xe để bán Nhất là nói tới những cái chiếc xe mà chạy bằng điện đó, Như là họ muốn sản xuất những cái chiếc xe truck như là Electric F-150 Hay là những cái phiên bản mới của xe Mustang hay là Ranger nhưng mà ngược lại đây chúng ta lại thấy những công ty tài chính và đặc biệt là chúng ta hôm nay lại thấy công ty tài chính liên quan đến crypto đó chính là một sàn đã có từ năm 2014 chính là sàn Gemini. Sàn Gemini hôm nay đã đây là thông báo là họ sẽ ra quyết định là sa thải 10% của nhân viên. Thì 10% nhân viên này đó là bao nhiêu người thì dựa theo thống kê đó là sàn này có khoảng chừng là 1033 người làm việc thì 10% là khoảng 103 người sẽ bị thất nghiệp và tại sao họ lại sa thải 10% nhân viên thì dựa theo sàn Gemini đó nên là sàn của anh em đôi Winklevoss thì họ nói là bây giờ đó cái số lượng người giao dịch đã giảm xuống và họ nghĩ đây là cái dấu hiệu của crypto winter có nghĩa là mùa đông crypto đã đến dựa theo anh em đôi Winklevoss cho nên họ sa thải nhân viên để cho quản lý cái chi tiêu của công ty đó là lý do tại sao mà họ làm như vậy và đương nhiên công ty Gemini không phải là công ty duy nhất rồi Chúng ta đã thấy là gần đây đây, đây là số phần chung của nhiều công ty công nghệ Giống như chúng ta thấy được là sàn Robinhood cũng đã sa thải 9% nhân viên Chúng ta thấy được là công ty Netflix cũng đã sa thải nhân viên Những công ty khác như là Uber, Facebook cũng đã ra thông báo là họ sẽ chậm lại mướn người hay là thậm chí là nhân mướn người và thêm một sàn ngày hôm nay nữa là sàn Coinbase thì sàn Coinbase ngày hôm nay đó nói là họ không phải là sa thải nhân viên không giống như sàn Gemini nhưng mà sàn Coinbase cũng đã nói là họ sẽ ngừng mướn người mới đây đó cách đây vài tuần thì họ nói là họ sẽ chậm lại về việc mướn người nhưng bây giờ họ nói là họ sẽ ngừng mướn người luôn trong một thời gian dài hạn và một số những người mà đang chuẩn bị làm việc với lại Coinbase có nghĩa là đã được mướn nhưng mà chưa có ngày là bắt đầu đó thì họ cũng sẽ ngưng mướn những người đó tại sao? thì sàn Coinbase nói là bây giờ là một cái thời kỳ mà khó khăn trong nền kinh tế cho nên sàn Coinbase cũng sẽ quản lý chi tiêu của họ nhất là chi tiêu liên quan tới nhân sự cũng như là công ty Uber, công ty Facebook, công ty Robinhood tương tự như vậy mà thôi vì lý do đó đó cái lòng tin bây giờ của nhiều nhà đầu tư là như thế nào đó chính là Fed thì sẽ dựa vào những cái dữ liệu đã có của những tháng trước đó, cho thấy là nền kinh tế vẫn tốt là cái sự thất nghiệp ở mức thấp là khoảng xoay quanh 3% Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu thấy Fed tăng lãi suất tháng 6 này Rồi họ sẽ thấy được thông tin tháng 5 Rồi tới tháng 7 họ tăng thêm lãi suất một lần nữa là thấy thông tin tháng 6 Thì hai tháng sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là thấy những cái tài liệu của tháng 5, tháng 6, tháng 7 Và những tài liệu đó sẽ cho thấy được là nền kinh tế đã chậm lại hay là thậm chí chúng ta thấy được thất nghiệp cũng đã bắt đầu có cái dấu hiệu tăng thì lúc đó Fed cũng sẽ phải chậm lại về việc tăng lãi suất mà thôi hay là tạm ngưng tăng lãi suất đó là cái lòng tin của nhiều đầu tư hiện bây giờ. Sang Coinbase ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là Paul Renoir Đây là người mà đứng đầu cái bộ phận pháp lý của sàn Coinbase cũng đã lên tiếng Tại vì gần đây có nhiều cái tin đồn là sàn Coinbase có thể đã bị phá sản Thì Paul Renoir hôm nay đã lên tiếng nói là sàn Coinbase hoàn toàn không có dấu hiệu là bị phá sản Và thậm chí hiện bây giờ đó là sàn này có khoảng chừng là 6 tỷ đô la trong ngân hàng Và về mặt tài chính thì rất là mạnh còn về việc là cái crypto của những người mà đang giữ sàn Coinbase á, thì dựa theo người đứng đầu của pháp lý Coinbase đã đứng chính lại là cái số lượng crypto gửi cho sàn Coinbase á, là hoàn toàn được giữ đó, giữ trong những cái ví lạnh của Coinbase. Họ không đụng đến, thậm chí họ cũng không có đụng đến số tiền đó để mà cho người khác vay. Vẫn là ở đó. Và trong trường hợp xấu xảy ra đó thì nếu như mà có phá sản chúng ta cũng sẽ thấy được một số những cái sự bảo vệ về mặt pháp lý liên quan đến tiền của người gửi và họ cũng đã up đi lại cái hợp đồng của người tiêu dùng ở trên trang web của họ thôi thì chưa đọc cái phần đó tại vì các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng 2 tuần đó khi mà chúng ta thấy cái thông tin được chia sẻ là về mặt pháp lý đó nếu như mà sàn Coinbase bị phá sản thì cái số lượng crypto đó sẽ nằm ở sàn Coinbase và có thể là được dùng làm thế chấp để mà trả nợ cho những cái người mà cho Coinbase vay sau đó rồi còn phần còn lại mới trả lại cho những người đầu tư thì nhiều người cũng đã có sự lo lắng đó nhưng mà dựa theo những gì mà được đứng chính bởi CEO của Coinbase và người đứng đầu của pháp lý đó thì không phải là như vậy đâu sẽ có một số những pháp lý bảo vệ thông thì chưa đọc cái hợp đồng user agreement mới của Coinbase cho nên cũng chưa có rõ hiện tại nhưng mà nào đã đọc đó thì hãy comment bên dưới xem có phải gì hay là không nhưng mà bây giờ dựa theo CEO cũng như là người đầu pháp lý đó thì họ có rất nhiều tiền và họ họ là một trong những sàn mà có tài chính rất là mạnh hiện tại. Và nhìn vào giá của BTC đó, nếu như mà Thuận nói với các bạn cách đây 3 tuần là chúng ta sẽ có cái sự kiện liên quan tới Luna và USD xảy ra. Chúng ta cũng sẽ đối đầu với lại Fed tiếp tục tăng lãi suất, cái sự lo lắng lại tăng cao lạm phát cũng cao nhiều công ty đã cổ phiếu xuống rất là mạnh và tình hình kinh tế vĩ mô đã không có lạc quan lắm cuộc chiến giữa nga và ukraine vẫn còn và thuận lại nói với các bạn đó cách đây 3 tuần là lúc đó giá BTC vẫn sẽ xoay quanh cái mức 30.000 đô Thì có thể là các bạn nói được là wow BTC trải qua tất cả những cái đó 3 tuần sau mà giá vẫn giữ được 30.000 đô thì chứng tỏ là BTC đó có rất nhiều người có lòng tin dài hạn có thể là có nhiều đợt có sự bán tháo xảy ra và lúc đó đó thì không có đủ người mua nhưng mà các bạn thấy là BTC là một trong những đồng mà có rất là nhiều người có lòng tin dài hạn và áp dụng chiến lược trung bình giá cho nên giá BTC đó các bạn có thể là nhìn vào một ngày một tuần, một tháng thì thấy có cái sự dao động mạnh nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xa hơn nữa đó chúng ta nhìn cái quãng đường của BTC các bạn mới thấy được là cái sự tăng trưởng của BTC thực sự là như thế nào. Đúng là có những cái đợt giá nó có thể là đi xuống sâu nhưng mà nếu các bạn là một nhà đầu tư dài hạn áp dụng cho được trung bình giá thì chúng ta sẽ thấy được là dài hạn các bạn sẽ có cái kết quả dựa theo lịch sử của BTC và dài hạn là bao nhiêu lâu? Dài hạn nó đối với thường là phải 3 tới 5 năm chứ nhiều bạn Đầu tư trung bình giá khoảng chừng là 2 tháng Đó là chúng ta đã trung bình giá 2 tháng Mà giá vẫn xuống và chúng ta vẫn đang âm Thì thật ra các bạn chỉ mới bắt đầu mà thôi Dài hạn là chúng ta phải trải qua Một thời gian là 3-5 năm Thì khi mình nói như vậy các bạn có thể nghe là Wow 3-5 năm dài quá Nhưng mà thật ra không dài đâu các bạn Thời gian trôi qua rất là nhanh. Lúc mà các bạn đang đầu tư mà lúc đó đó mà thị trường xấu đó các bạn thấy rất là chán nản và các bạn thấy được là một ngày rất là dài nhưng mà thật ra nhìn lại đó 3 tới 5 năm không phải là một thời gian dài đâu. Các bạn có biết là từ khi mà dịch bệnh bùng nổ đó trên thế giới là tháng 3 năm 2020 cho đến bây giờ là tháng 6 của năm 2022 là chúng ta đã thấy dịch bệnh đã trải qua gần như là 2 năm rưỡi rồi chúng ta được là hai năm rưỡi trôi qua rất là nhanh luôn thì 3 năm cũng không phải là lâu lắm đâu các bạn đó là điều mình thường muốn chia sẻ ở đây Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...